Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. LG được biết đến là hãng sản xuất ra rất nhiều sản phẩm công nghệ cực kỳ uy tín và màn hình đến từ LG cũng được đánh giá rất cao. Trên thị trường hiện nay, những chiếc màn hình OLED đang ngày càng được phổ biến bởi vì nó mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét, đẹp mắt hơn. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người chiếc màn hình LG Ultrafine 27EP950 OLED Pro, một chiếc màn hình cực kỳ chất lượng và hot nhất hiện nay. Hãy cùng mình vào video để khám phá nhiều hơn về chiếc màn hình này nhé. Mới đầu nhìn vào chiếc màn hình này thì ấn tượng đầu tiên của mình là thiết kế khá đơn giản nhưng mang đến cảm giác cực kỳ hiện đại. Có thể thấy với thiết kế này thì bạn có thể dễ dàng đặt vào mọi vị trí mà bạn muốn. Chân đế được làm cong cho phép bạn tiết kiệm diện tích nhất khi đặt lên bàn làm việc. Bạn có thể thoải mái set up thêm bàn phím và chuột để làm việc và học tập. LG cũng rất quan tâm đến nhu cầu sử dụng của người dùng khi sử dụng thiết kế công thái học cho chiếc màn hình này. Nó có thể nâng lên hạ xuống một cách dễ dàng. Bạn có thể xoay cả ngang và dọc sao cho phù hợp nhất với góc nhìn của bản thân. Màn hình của chiếc LG 27EP950 OLED Pro này có kích thước là 27 inch, độ phân giải là 4K sẽ đem đến cho bạn chất lượng hình ảnh cực kỳ sắc nét, sống động, độ tái tạo màu cực kỳ chính xác với 99% DCI, 99% Adobe RGB. Với chỉ số này thì sẽ cho bạn một hình ảnh chất lượng nhất mà không có bất kỳ độ sai lệch màu nào. Đặc biệt, nó rất phù hợp cho bạn nào làm về thiết kế đồ họa hay là chỉnh sửa hình ảnh. Tại sao mình lại nói vậy? Bởi vì chiếc màn hình này hỗ trợ lên đến 10 bit màu, bạn có thể tái tạo màu sắc cực rộng, chính xác nhất, nó có thể tái tạo đến hơn 1 tỷ màu. Bên cạnh đó thì nó còn được hỗ trợ cả tín hiệu HDR như BT2100, tiêu chuẩn phát sóng cho TV HDR, mang lại rất nhiều tiện ích cho biên tập viên và người làm video. Một điểm mà mình cực kỳ thích trên chiếc màn hình này đó là hiệu chỉnh phần cứng. Bạn có thể tăng giảm cường độ chính xác của màu sắc, vì vậy bạn có thể làm việc ổn định cùng với một môi trường màu sắc ngay cả khi sử dụng PC hay là các thiết bị khác. Có thể nói thì chiếc màn hình này có sự khác biệt trong từng điểm ảnh của công nghệ tấm nền OLED. Nó cho phép từng điểm ảnh có thể tự phát sáng và khả năng này giúp cho màn hình có sự chính xác hoàn hảo. Độ tương phản vượt bậc 1.000.000:1 không thể tuyệt vời hơn khi đem đến cho bạn một góc nhìn hiển thị chân thực đến kinh ngạc. Để đánh giá về chất lượng hiển thị của chiếc màn hình LG này thì có lẽ ở thời điểm hiện tại chưa hãng nào có thể sản xuất ra một chiếc màn hình chất lượng hơn. Vậy nên nó có thể đáp ứng tốt các yêu cầu công việc mà ngay cả khi chơi game, chiếc màn hình này cũng sẽ cho bạn một trải nghiệm cực kỳ khác biệt. Khi sở hữu chiếc màn hình này, bạn sẽ thoải mái truy xuất với các thiết bị khác vì cổng kết nối rất đa dạng. Bạn sẽ có một cổng USB Type-C, một cổng USB Type-B, ba cổng USB Type-A, một cổng HDMI, hai cổng DisplayPort, một jack cắm tai nghe. Có thể thấy LG đã trang bị một hệ thống cổng kết nối khá là chi tiết cho LG 27EP950 OLED Pro này. Có thể nói, chiếc màn hình này không chỉ thay thế một chiếc TV để xuất hình ra cho bạn một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, mà còn phục vụ mọi yêu cầu công việc của bạn. Với màn hình OLED chất lượng, hình ảnh lên đến 4K, độ rộng vừa phải là 27 inch sẽ cực kỳ phù hợp với những ai làm đồ họa hay là dân sáng tạo nội dung. Mình sẽ để link sản phẩm ở phía dưới cho các bạn nào quan tâm đến chiếc màn hình này nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.